dâm. Ôi sáng tinh mơ nhìn xung quanh, nhìn xung quanh, nhìn xung quanh. Ôi gấu cô đã tè vô chăn, nhìn cái chăn nè ướt nhẹp. Ôi gấu cô đã tè vô chăn, làm sao đây, làm sao đây. Ôi nó mà thấy hết là măng cô liền. Bố lại tè dâm nữa rồi. Bố phải đem chăn giặt ngay thôi, giặt ngay thôi, giặt ngay thôi. Bố phải đem chăn chạy xuống bếp, bỏ vào máy giặt. Bố, con đâu rồi? Dạ con ngủ rồi. May quá, mẹ vẫn tưởng là mình đang ngủ. Ôi gấu bô đã bị mẹ thay, bị mẹ thay, bị mẹ thay. Ờ bé con đang làm gì đây? Mẹ thay con rồi. Con ngu quên rồi tè vô chăn, thật không ngoan, thật không ngoan. Cô rất ngoan chỉ là quên thôi, mẹ hiểu cô mà. Lấy chăn rồi giặt cho thơm, giặt cho thơm, giặt cho thơm. Cô nhớ nhà đừng tè vô chăn, dạ hứa thưa mẹ. Các bạn nhỏ ơi, nếu có muốn đi vệ sinh hãy gọi mẹ đi cùng nhé, đừng có ngủ quên rồi tè dâm à nhen. Bồ đánh răng. Nè em ba ơi nhờ nè em đã đánh răng sạch chưa? Dạ rồi mẹ ơi. Đừng xạo mẹ nha. Dạ. Em chưa đánh răng hay ghê nè. Nói xạo, nói xạo, nói xạo, nói xạo. Mình đâu có xạo, mình sẽ đánh răng, nhưng không phải hôm nay. Oh wow. Và trong giấc mơ em nằm mơ, bạn thân của em kề bên, mình là Chi Chi. Mình là Coco. Ngay cả trong mơ vẫn chơi cùng. Thích thật, thích thật, thích thật, thích thật. Này Po. Hả? Bạn ăn cái chi ngon vậy Po? Mình ăn bánh chuối mật ong, còn bạn thì sao? Salad thật tươi. Tôi có cơm chiên với canh gà. Thích thật, thích thật, thích thật, thích thật. Đừng có khen tôi nữa mà. Đồ ăn mới thơm ngon làm sao? Mình chỉ muốn ăn thật no, nhưng mà lạ quá. Ôi trời, nhìn nè, răng mình rụng hết. Ôi không, răng của bố này không còn. Gì thế này, bạn thân của bố sao lạ ghê? Ta là quái vật thật đây. Bố này thật hư, nói không chịu đánh răng hả, còn nói dối mẹ nữa. Ta phạt ngươi. Không đánh răng nên răng sâu nè. Không, đáng sợ quá đi. Mẹ ơi, cứu Po với. Mẹ ơi, mẹ ơi. Po ơi, tỉnh dậy nào con yêu. Thật may chỉ là mơ thôi. Mẹ ơi, con đã không đánh răng mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau phải đánh răng nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi. Em nhớ đánh răng sinh mỗi ngày. Po ăn rau. Các con ơi, ăn trưa thôi. Dạ, thưa mẹ, ăn trưa thôi. Đi thôi, đi thôi. Wow.
nhìn vào bàn ăn bếp steak rất thơm. Ôi cô ăn ngay luôn nha, đói quá rồi. Nhìn vào bàn ăn thấy có món rau, ôi cô không ăn đâu, cô u sầu. Ăn rau rất tốt cho sức khỏe đấy, nghe này bố. Đúng đó bố, ăn đi. Ăn đi nè bố. Nhìn vào bàn ăn thấy có món rau, bông cải xanh tươi ngon và cà rốt giòn. Mẹ thật lòng khuyên hay nhớ nhé bố, nếu con không ăn rau con sẽ khó đi ngoài. Mẹ 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 ơi, bé ưa thích đâu, bông cải xanh thì khô queo, cà rốt chán òm. Vậy thì mình đây sẽ giúp câu bò, sẽ giúp câu bò ăn hết món rau này. Đồng ý. Con mời mẹ ạ. Ăn xong rồi đi chơi thôi, chơi trốn tìm đi. Đồng ý. Ê dạ, đau bụng quá, bố phải đi vệ sinh. Ngồi thật là lâu, đau hết cái mông. Bố ơi xong chưa bố, tôi chán quá rồi. Bạn đợi mình nha, 5 phút nữa thôi. Thôi tôi không chơi nữa đâu, tôi đi về. Đừng mà. Vậy thì giờ đây bố đã thấy chưa, nếu con không ăn rau con sẽ khó đi ngoài. Dạ dạ mẹ ơi, bé nhớ nhớ luôn, bé cố gắng ăn rau xanh không than phiền. Bé cố gắng ăn rau xanh không than phiền. Các bạn ơi, phải chăm ăn rau nha, nếu không sẽ bị khó đi vệ sinh đó. Bố, hôm nay chúng ta sẽ trồng cây ngoài vườn. Dạ, bố sẵn sàng. Đi thôi. Yeah. Sáng sớm bước ra ngoài vườn. Wow, không khí thật trong lành. Đôi mũ để tránh nắng nào. Đeo găng tay và mang ủng nữa. Đào đất xung quanh để trồng thật nhiều. Đào đất xung quanh để trồng thật nhiều. Vừa la vơi hoa trong vườn. Trồng những đóa hoa trong vườn. Trồng những cây cây trong vườn. Nhà ta thêm xinh thêm những bông mát. Và chim ngân nga vui hát. Vì đã có cây trong vườn. Ba ơi, trồng cây xong rồi, giờ mình làm gì nữa? À,
tiếp theo là tươi, nước, bông phân thật đều. Ủa, tại sao vậy ba? Là những đóa hoa xanh màu. Wow, giống như mình ăn cơm vậy. Và những cái cây sẽ được khoe mạnh. Và những cái cây sẽ được khoe mạnh. Mình hay tươi cây mỗi ngày. Trời đất cao to đâu rồi? Nhìn đất cát xung quanh vườn. Đừng lo bố mà tôi đã có cách. Nhà ta chung tay dọn rác. Dọn rác bỏ ngay vào thùng. Phải vậy chứ, trồng cây là bảo vệ thiên nhiên. Còn dọn rác là bảo vệ môi trường. Yeah. Trồng cây thật là vui các bạn ơi. Nhưng cũng phải dọn dẹp sau khi trồng, để nhà cửa sân vườn sạch sẽ nữa nha. Bồ tắm lâu. Trời ơi con trai tôi ơi, trời đã bông ơ quy phô. Tay chân lấm lem thôi nào, đi tắm tắp ngay cho sạch. Nhớ gội đầu luôn nha bố ơi. Dạ. Mẹ ơi bố đi ngay đây, bố rất thích tắm đây nha. Bố xoa cái tay cho đầy bong bong để bố gội đầu. Gội đầu xong rồi nhớ dùng vòi sen xả hết xà phòng nha. Hả? Ngày bố không thơm không thơm, bố sôi nước mát nước mát. Tay chân đến mông bố trà cho kỹ để thơm cả ngày. Nhớ tắm cho sạch, đừng để cả người con xà phòng nhé. Oh wow, con tôi ngoan ghê. Cho phép con tắm tiếp đây. Nhưng chờ chút thôi, khi tròn 10 phút phải đi ra liền. Hano, được nhật nước rồi. Bố chơi vui ghê vui ghê. Bố thấy thích quá thích quá. Bố chơi rất lâu, ngâm mình trong nước đã hơn quy định. Chơi thêm chút xíu thôi mà, có sao đâu. Mẹ ơi, con bị sao vậy nè? Người bố nhăn nheo nhăn nheo. Bố khóc mèo mau mèo mau. Ôi ôi cứu con, cả người nhăn nhung tính sao bây giờ? Mẹ biết ngay mà, để mẹ giải thích cho nghe nè. Chờ nha con yêu con yêu. Con tắm quá mức cho phép. Lau khô chút thôi, cả người con sẽ trở nên xinh đẹp. Thiệt không mẹ? Thiệt. Các bạn nhỏ ơi, khi tắm nhớ đừng ngâm nước lâu quá nha. Da sẽ bị nhăn nheo, xấu xí lắm luôn đó. Bồ ăn đúng cách. Hả? Yeah. Mẹ ơi, hôm nay có Gigi và Coco đến chơi ạ. Dạ, con chào cô. Chào các con. Yeah. Đến giờ ăn, đến giờ ăn. Các con yêu đang ngoài sân nhanh chóng bước vào đây. Có bánh chuối với kem dâu, thêm xì đồ ngon lành. Các con yêu mau ngồi chờ nghe ngắn đến giờ ăn. Ngồi một chỗ thật chán. Phải nghĩ ra trò gì vui thôi. À, có rồi. Có trò vui, có trò vui. Có ai chơi năm mười ngày góc bếp với mình không? Thích quá ta muốn chơi, nhưng chưa ăn xong mà. Có sao đâu mà chơi vui hơn chứ, cứ kệ đi. Mời thật là vui. Nhưng mà ôi trời ơi, ôi trời ơi, có sao đang chơi mà đau nhức nhối cái bụng ghê. Có tiếng khóc rơi đây, có chuyện gì thế này? Có hai bạn
giãn, không ngồi ăn nghe ngắm cứ chạy nhanh. Mẹ hiểu chuyện gì rồi, nghe nè. Nhớ ngồi yên, nhớ ngồi yên. Nếu đang ăn cơm mà con cứ quay pha sẽ thật hư. Nếu cứ pha phách lúc ăn cơm sẽ bị đau dạ dày. Nhớ nha, sau này khi ăn uống con nhớ ngồi yên. Dạ, tụi con nhớ rồi. Nếu nhớ rồi thì hai bạn nhắc lại thử đi. Nhớ ngồi yên, nhớ ngồi yên. Nhớ khi ăn cơm mình luôn thích quay pha sẽ thật hư. Nếu cứ pha phách lúc ăn cơm sẽ bị đau dạ dày. Nhớ nha, sau này khi ăn uống nên nhớ ngồi yên. Nhớ nha các bạn nhỏ ơi, khi ăn cơm đừng chạy lung tung sẽ bị đau dạ dày đó. Bố dọn dẹp đồ chơi. Mẹ ơi nhìn xem đồ chơi ba mơ mơ cho con. Hurra, đồ chơi thật to thật xinh và nhiều màu sắc. Hurra, cùng với những món đồ chơi con sẽ ngồi chơi cho tới khi thật khuya. Và con sẽ vẽ nên câu chuyện về hành tinh. Toàn đồ chơi thật là vui. Bùm bùm bùm. Oh wow, mẹ đây rất thích ý tưởng của con. Mà khoan, ngoài kia trời đang buông xuống màn đêm con thấy gì chưa? Trời đã sắp tối và con nên ngủ thật ngoan cho tới khi bình minh. Và đồ chơi bỏ hết vào trong chiếc thùng ngay nhà. Rồi giật ngay, kêu mẹ la bùm bùm bùm. Tại sao mẹ ơi con chẳng thể hiểu mẹ ơi? Tại sao ngày mai lại chơi đồ chơi? Tại sao cắt hết làm chi? Mình cứ để đông đồ chơi ở đây chẳng thèm dọn dẹp gì đâu. Và rồi khi tới sáng cô lại tinh nghịch cùng đồ chơi thật là vui chẳng sợ chi. Bùm bùm bùm. Và rồi mọi chuyện nhanh chóng xảy ra khi cô nằm mơ. Đồ chơi nhìn cô thật lâu rồi bọn họ nói một câu: thằng nhóc ấy chẳng chịu nghe lời ai, chẳng biết quy đồ chơi mong manh. Đi chơi với nó thêm chi cho mệt. Mình phải đi thật là xa rời khỏi đây. Bùm bùm bùm. Đồ chơi làm ơn xin hãy ở lại cùng cô. Làm ơn nằm mơ đồ chơi đi mất làm cô muốn khóc. Trời ơi, mừng quá đã chỉ là mơ. Bơ phải dậy ngay để xem đồ chơi đâu. Mà giờ vui vui sướng khi nhìn các bạn vẫn còn ở đây. Vẫn nằm yên chẳng rời xa. Bùm bùm bùm. Mà khoan tự dưng bố thấy hơi mắt bố phải tè ngay. Trời ơi, chắc chắn bố tè nằm lăn dưới đất. Thật đau, nhìn xuống mới thấy là do một món đồ chơi nằm thật gần chân. Làm cho bố tè bố mới hiểu rằng mình phải dọn ngay. Dọn đồ chơi thật là ngoan. Bùm bùm bùm. Dọn dẹp đồ chơi ngăn nắp bố thấy vui ơi là vui. Nhìn xung quanh thật căng ghê sạch sẽ bố hát la la. Học bố ngoan ghê đồ chơi thích mê. Nhìn bố thấy thật là yêu. Mẹ bố thấy yêu ghê căn phòng. Thật là thơm, thật là ghê. Mình cũng vui. Bùm bùm bùm. Các bạn ơi, chơi đồ chơi xong nhớ dọn dẹp thật gọn gàng đó nha. Bố bị bệnh. Không vui. Có vẻ bố trông cứ sẵn sàng. Ôi bố sốt rồi. Hãy gặp bác sĩ khám xem sao. Cùng khám với bác sĩ nào. Có vẻ như bố sẽ hơi cao. Có vẻ bố đang thấy hơi lo. Bác sĩ khuyên bố chẳng lo chi. Là sốt chút thôi anh mà. Muốn khỏe bố nên nhớ nha bố. Nhớ phải ăn ngoan chẳng kêu than. Muốn khỏe bố nên nhớ nha bố. Phải uống thuốc cho thật đều. Muốn khỏe bố nên nhớ nha bố. Nhớ phải vui tươi chẳng lo âu. Cứ động chân tay và vươn vai. Và uống nước cho thật nhiều. Bố mẹ ơi, con sẽ khỏi bệnh thật nhanh đúng không? Đúng rồi con yêu, đừng lo. Dạ. Hãy ngồi cho ngoan nhé con yêu.
giấc ngủ cho con khoe thêm đầy. Chỉ cần con yêu lắng nghe lời là khoe đây thôi con à. Hãy ngủ cho ngoan nhé con yêu, bố mẹ luôn luôn ở bên con. Chỉ cần con yêu lắng nghe lời là khoe ngay thôi con à. Tiếng dậy vươn vai thấy vui ghê, bé khỏe ngay hơn sao hôm qua. Chắc là con virus đã đi xong vì nó thấy bố khoe rồi. Bố mẹ vui hơn khi thấy bố vui, hát cười vui ca la la la. Chỉ cần chăm ngoan lắng nghe lời là gối bố sẽ khỏi bệnh. Các bạn khi bị ốm nhớ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nhé, sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Bô tập thể dục. Đưa tay lên trời nào 2 3 4, đưa tay ngang đầu nào 2 3 4, hai chân ngang hàng nào 2 3 4, nào đưa cái chân lên thật đều. 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, thể thao giúp em khỏe thật nhiều. Dang tay ngang người nào 2 3 4, chân đi theo nhịp nào 2 3 4, tay đưa trước mặt nào 2 3 4, rồi ta nhún chân xuống một lần. Dục theo bọn mình nhé. Đưa tay qua đầu rồi nghiêng bên trái, đưa tay qua đầu rồi nghiêng bên phải. Giơ tay ngang người rồi đưa tay xuống và ta đứng im nghỉ một nhịp. 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, thể thao giúp em khỏe thật nhiều. Dang chân cho người nào 2 3 4, rồi vỗ hai tay, đưa tay trước mặt nào 2 3 4, rồi ta vỗ tay theo nhịp nhạc. 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, thể thao giúp em khỏe thật nhiều. Chân đi theo nhịp nào lên lên xuống, tay đi lên trời rồi xong đưa xuống. Dang tay ngang người rồi chạm vào gối và ta nhún chân cho thật đều. Chạm chân xuống ta nghi một nhịp. 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, thể thao giúp em khỏe thật nhiều. Chân đã có lên rồi chân kia đứng, tay đưa lên trời rồi đưa tay xuống. Tay đưa lên trời rồi co chân nhé, tập xong chúng ta thở thật đều. 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 3 4, thể thao giúp em khỏe thật nhiều. Các bạn hãy nhớ tập thể dục mỗi ngày để luôn khỏe mạnh như bọn mình nha.